Tháo xe sơn mấy sườn lại, sườn xét quá trời rồi à, sơn ở chỗ này nè, cái chỗ mà đựng cái ngay chỗ cái bình đó, chạy từ 22 tới giờ mà sườn vẫn chưa xét nhiều bạn ơi. Mình mới có sơn ở chỗ này không à, đây khúc này nè, như cái khúc này xét chút đỉnh nè, cạo sẵn mình hỏi mình thay phục luôn. Thằng anh ngồi anh cạo cái sườn ra nè, vô thôi lấy dầu ra thằng ơi, ráp vô đi. Và số trang con đang dịch virus corona mà để thà lấy dầu ráp vô mẹ luôn đi, bỏ đi nữa sơ sơ. Quá rồi, có ngàn chìa đó rồi, vô lụm thấy rồi. Gáp xe nhầm nhớ tiếng họ không tới nữa. Nó cũng được rồi mà phải chỉnh là chắc được. Thôi đây. Má vừa kêu mình mua bò chét mấy đường dây điện mà. Nghe tiếng má sao kỳ kỳ vậy? Rồi nó quên nhắn hộp gió vô đây coi. Đây nè thằng bước bước gắn nhẹ vậy nè nè. Trở vô ấy. Cho ông giấy vô rồi. Vậy đó đó, ngày của bộ đó. Máng lên trên luôn, máng trên luôn. Rồi ok, mở ngay rồi. Tính gì đó. Yếu quá, tiền yếu quá, lớn lên chút xíu rồi. Cho con gió lên nè.
đâu có ăn, nó ghi cái gà một còn. À, thử ghi cái gà không? Rồi, nhà ta xong rồi. Khởi động nha.